Hey, chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ apphotoshop.com. Như lần trước mình có giới thiệu về cái bộ Pro Preset của mình, và tới ngày hôm nay thì thời điểm ngày 20 tháng 8 ngày năm 2018 thì mình đã nâng cấp bộ Pro Preset của mình lên con số 77, và chắc chắn là hàng tháng thì mình sẽ up nhiều hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi qua 7 cái preset mình mới add thêm vào ngày hôm nay ha. Rồi, thì để nếu các bạn chưa có cái bộ preset này thì các bạn thể coi cái video này giống như là một cái video demo cũng được, không vấn đề gì cả. Tại vì ở đây mình tập hợp rất là nhiều cái hình, mỗi hình mỗi chủ đề, và có hình JPEG cũng có. Đó, như hình này, hình JPEG này. Hình hồi nãy mình chỉnh đây cũng là hình, đây là error rồi. Rất là nhiều hình, có hình chân dung, có hình cưới, có hình bla bla bla, đầy đủ hết á. Hình chụp ok, hình chụp không ok lắm, đủ thứ thì các bạn đều có thể là theo dõi được. Rồi ở đây thì như mình, nếu bạn nào chưa biết thì bộ Pro Preset chính là cái bộ preset chỉnh màu mà trong cái quá trình mà mình làm nghề á. Tại vì các bạn, nếu các bạn nào chưa biết á, thì mình có nhận chỉnh hình á, cho rất là nhiều cái studio, chỉnh cá nhân cũng có, studio cũng có, và studio này mình xin phép mình giấu tên. Đó thì mỗi studio như vậy người ta có một cái style riêng, và đồng thời với những cái bạn làm cá nhân á, thì bạn lại có yêu cầu style riêng. Cho nên là mình có rất là nhiều cái preset sau khoảng bao nhiêu mấy mấy năm trời đó mình làm đó. Thì hồi xưa mình đóng được có bắp thì, nhưng mà sau này càng càng lúc càng ok hơn. Thì mình đã có nâng cấp lại hết tất cả mọi thứ để làm sao cho nó ok nhất có thể. Thì ở đây với rất là nhiều bạn yêu cầu mình, rất là nhiều bạn, cái yêu cầu của các bạn sau khi mình up 60 cái preset lần trước lên á, 68, 69 cái á, thì các bạn yêu cầu mình bổ sung, mình chỉnh sửa, bla bla các thứ nữa. Thành ra bây giờ mình đang có 77 cái rồi, khá là nhiều. Và nó đầy đủ cái màu hết á, đầy đủ tông màu hết. Cho nên là nếu bạn nào mà có nhu cầu, bạn thể click ngay cái link ở ngay phía dưới phần description, phần mô tả của mình, hoặc là phần cái comment ở ngay phía dưới phần video này, các bạn cũng thể tham khảo và có thể mua cái bộ này với giá 299k thời điểm hiện tại. Và đây mình sẽ show cho các bạn xem ở sau khi cái đợt lần trước mà mình public public cái mình bán cái 68 cái preset cũ á, 7 coi như 7 69 70 đi. Thì một số bạn yêu cầu mình bổ sung thêm ở những cái màu mà dạng như là màu green light này, màu và những cái màu mà nó dạng như là nó trong sáng hơn và nó phù hợp nhiều hơn cho ảnh cưới nữa. Thì đây mình đã bổ sung thêm rồi. Tháng vừa rồi mình có thêm 3 khách vào studio, người ta cũng yêu cầu một số cái màu mới nữa, cho nên là mình cũng bổ sung thêm vào đó là 4 cái. Đó, nếu bạn nào đã mua rồi, các bạn có thể tải ngay ở trên cái link Google Drive lần trước của mình share. Các bạn có thể vô phần Google Drive, rồi vô cái phần tên là được chia sẻ với tôi, be share with me hay là cái gì đó, mình không nhớ, mình không có xài lại tiếng Anh. Thì đây, 70, nói rông rải nãy giờ này, để đây, 70 cái reset. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với reset số 70. Cái preset số 70 này á, đây, các bạn thể để ý, đó là contrast rất là cao và nó có noise. Thì như các bạn thấy, đa phần những cái trước giờ mình làm á, nó hơi có cái vấn đề là mình sử dụng cái fade nó hơi nhiều chút xíu, thành ra có nhiều bạn bạn hơi khó chịu. Cho nên là ở từ đây trở đi thì đa số mình sẽ làm cái mà nó có độ contrast, nó có độ trong và contrast rất là cao, tông da lên nhiều hơn, và mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Tại vì đa phần chúng ta chụp bình thường á, thì đó, ví dụ 70 này cũng sau 70 đó, các bạn thể thấy là cái contrast rất là cao. Và đây các bạn thể để ý trên phần histogram mà rất là hơi tối chút xíu, thì ta đẩy nhẹ lên thì các bạn sẽ có cái hình màu hiệu ứng rất là ok, đúng không? Đây là trước, đây là trước này, đây là sau, đó rất là trầm. Và đa phần ở những cái màu sau này á, phần màu xanh lá mình thiên nó về màu đất một chút xíu, tức là nó đậm lại chút xíu, nó chìm hơn, thì cái màu chúng ta nó sẽ có cái contrast tốt hơn. Ở cái vấn đề là mình thấy rất nhiều bạn chụp với cây, với hoa lá cành tùm lum hết á, và người thì tất nhiên là da màu hồng hào rồi. Các bạn yêu cầu hồng hào, ok, đây đó, toàn bộ cái video xong. Và đặc biệt là một cái này nữa nhiều bạn yêu cầu lắm trong cái tháng vừa rồi, đó là màu đây, light green của các bạn, đây light green màu số 71, light green khá là ok đúng không? Nó rất là sáng, đều, nhẹ, dễ dùng. Các bạn thể để ý là ở cái light green của những cái bạn mà up lên trên những cái trang mà brand retouch hay này nọ đó, thì cái màu light green của các bạn ấy nó hơi thiên về xanh quá nhiều, xanh quá nhiều. Mình đồng ý là cái vấn đề là ở nhìn nó rất là mát mắt,
Tuy nhiên là nếu như mà dùng cho nguyên một bộ hình á, mà đặc biệt là hình cưới, hình chân dung, hình kỷ niệm chẳng hạn vậy, thì nếu như toàn màu xanh nó không, nó rất là khó chịu và nó giống như kiểu bị lỗi vậy đó. Cho nên là ở trong cái màu light green của mình tinh chỉnh nó ok hơn. Ở vấn đề là cái màu da á, thì mình vẫn giữ. Cho nên là các bạn có thể thấy là light green mình chúng ta vẫn có light green, nhưng mà màu da nó không có bị ám xanh, mình dùng vẫn rất là ok. Số 71 đâu rồi? 71 của mình đâu? 71 đây. Đó, nó lên rất là nhẹ nhàng và chúng ta có thể tăng giảm. Đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Đó, màu rất là nhẹ nhàng. Tiếp theo nữa, màu số 72. 72 này là sự kết hợp của light green, nhưng mà mình bổ sung thêm vấn đề là mình sẽ làm cho cái contrast nó mạnh hơn. Đồng thời là cái tông màu nó cũng sẽ hơi lạnh hơn một chút xíu so với lại cái màu số 71. Lý do là bởi vì khi mà màu 71 nó rất là nhẹ thì sẽ có những bạn sử dụng màu nó muốn muốn cho màu nó kịch tính hơn. Thì đây chúng ta có cái màu số 72, nó kịch tính hơn một chút xíu. Đó, nó kịch tính hơn. Màu light green thì nó vẫn là màu light green thôi, nhưng mà nó sẽ contrast nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, nó sẽ mạnh hơn. Đó, và cái highlight mình cũng để mạnh hơn, thì các bạn thể hoàn toàn có thể tăng giảm xuống chút xíu để cho nó cân bằng lại. Đó, có thể thấy contrast mạnh hơn, kịch tính hơn. Vẫn light green nhưng mà nó nhiều yếu tố cảm xúc hơn so với lại cái Tiếp theo nữa, màu số 73. 73 này là một cái màu rất là nhẹ. Và cá nhân mình thì mình khá là thích màu 73. Nếu các bạn nào đã từng coi những cái video mà về blend màu của mình đó, mình rất là thích fade. Tại vì nó nhẹ nhàng đó, thì màu số 73 này thực tế là rất rất là nhẹ nhàng. Đó, có thể thấy là ở cái hình cùng với cây cỏ đi. Đó, màu nó sẽ rất là đâu rồi, 73 chưa? Đây, cái này thì hình gốc, đây là JPEG, hình gốc JPEG đó. Để mình để mấy cái ví dụ như là bạn nào sử dụng JPEG này. Đó thì cái mà nó hơi bệt bệt chút xíu thì đa phần nó là do cái khử noise, bạn có thể giảm khử noise đi nó sẽ mất thôi. Nhưng mà ở cái 73 cũng thể để ý là nó cũng một chút xíu gì đó xanh, nhưng mà nó sáng hơn và nó rất là nhẹ nhàng. Nó phù hợp với ảnh chụp chân dung nữ. Thực tế là phù hợp ảnh chụp chân dung nữ. Ví dụ như là đây này này, ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy. 73 lên em. Đó, đây là trước này. Ê, đây là sau này. Và đây là trước này. Đó, đây là trước, đây là sau. Trước, sau, trước, sau. Đó. Nó hơi chậm một chút xíu nhưng mà nhẹ nhàng và rất là ok đúng không? Tiếp theo nữa, màu số 74. 74. Đây, màu nó deep green nhiều hơn, deep green, deep green. Đại khái là màu xanh lá cây nhưng mà nó hơi đậm một chút xíu. Và cái màu này nó khá là trầm, và theo mình thấy thì cái màu này phù hợp với lại một cái bộ ảnh mà nó thiên về cái nó thiên về kiểu như là đời thường á, đời thường á, tại vì nó rất là trầm và nó nhiều chứa đựng nhiều yếu tố cảm xúc hơn. Cho nên là nếu như các bạn nào sử dụng cái hình màu này cho ảnh cưới được luôn. Tại vì mình làm rất là nhẹ nhàng, cho nên là nếu được, nếu muốn các bạn thể đẩy cái temperature lên một chút xíu nữa để nó màu nó cân bằng lại cái vấn đề mà lạnh với lại nóng á, thì màu nó sẽ ok hơn so với lại là mình để mặc định lúc đầu. Tại cái màu này á, là mình làm cho một bên làm như kiểu ảnh fashion á, ảnh fashion, ảnh dạy như là bộ đồ hippie vậy đó, cho nên là nó hơi mạnh mẽ một chút xíu, nhưng mà mình ở đây mình khử, mình bỏ đi cái clarity cho nên là nó rất là nhẹ và cái màu nó vẫn kịch tính, tương đối kịch tính một chút xíu. Rồi tiếp theo màu số 75. Người biết mình đi giới thiệu màu kiểu như thế này mình. Đâu ơi, quay trở lại hình gốc gọi 75. Đó, thực tế nó là một 75 này là một cái màu nóng. Và nó tương đối trong. Đó, contrast có và ở cái bảy màu số 75 là mình thiên về cái màu tông nóng rất là nhiều. Đó, 75 này. Đó, mình thiên về tông nóng nhiều, cho nên là ở cái phần màu xanh lá cây với lại màu da người á, mình làm cho nó nổi bật lên, nó sáng hơn, nó nổi trội hơn và nó làm cho cái hình chân dung của chúng ta nó gọi sao nhỉ, nó sáng hơn, nói chung nó thuần về vấn đề chân dung á. Đó, đây mình tăng giảm chút xíu, các bạn thể thấy đây là màu xanh lá cây, màu xanh trước và sau này, mình cho nó hơi thiên về màu xanh lá cây một chút xíu. Đó, và màu da nó sáng hơn rất là nhiều. Mình sẽ tìm thử một cái hình chân dung khác để thử số 75. Đó, đây các bạn có thể để ý phần màu da ha. Phần màu da đây là đâu rồi? Tại sao chưa add vào đi con? Trời ơi, máy nó giật. Đó, đây là phần màu da này. Đây là sau và đây là trước ha.
Đây là đâu rồi? Đây là trước và đây là sau này. Trước sau hồng hơn, sáng hơn, contrast hơn và rất là trong. Đặt đây là coi như là một phần quà của mình cho tất cả các bạn đã mua rồi và yêu cầu mình làm cái phần trong sáng hơn và nó contrast ổn định và nó sử dụng dễ dàng. Đây, màu số 75 là cho các bạn. Cực kỳ dễ dùng luôn. Rồi tiếp theo nữa phần mâm số 76, 76 là một cái màu nó thiên về vấn đề cảm xúc nhiều, phần ám tím. Mình để cho nó ám tím. Thì cái hàng này nó rất là phù hợp cho những cái ảnh mà đó nó nhiều cái shadow, nhiều shadow, tại vì khi mà có nhiều shadow như vậy á, cái màu ở những cái phần shadow như vậy nó lên và nó làm cho cái độ cân bằng giữa vấn đề là ở sáng với tối nhiều. Như các bạn thấy đấy, như mình nói đó, mình áp dụng cái này cho ảnh có nhiều shadow là lý do tại vì nhiều shadow có nghĩa là chỗ sáng nó đang sáng và chỗ tối nó tối hẳn, sáng nó sáng hẳn hơn. Như cái hình này bạn có thể thấy rõ nhiều, thấy rõ nhất này, đó phần mặt trời khi mà nó đã sáng và nó cháy như vậy rồi á thì nó sẽ có cảm giác nóng nhiều. Do đó khi mà mình cho cái màu ám tím vô phần shadow á thì đấy có thể để ý những cái phần mà shadow ở phía ngoài này và phần phía trong này nó contrast lại với nhau và nó tạo cho mình một cái cảm giác nó tương đối kịch tính nhưng mà nó vẫn có một chút, nó hơi lãng mạn chút xíu đó. Và thằng quỷ này phù hợp cho ảnh cưới tuyệt vời luôn á. Bữa mình làm cái này hình như không phải là cho ảnh cưới, mình làm thì thực tế không phải cho ảnh cưới, cái này là cho ảnh một cái bộ fashion thì nó nhiều hơn. Như mình nói trong cái clip hướng dẫn mà mình hay kèm theo ở trong cái bộ mình gửi cho các bạn á, là khi mà các bạn sử dụng cái bộ của mình á, khi mà ép vô thì thông thường nó sẽ không ngon ngay, trừ một số cái màu mình làm đặc biệt, ví dụ như là màu số 75 rất dễ dùng, thì đa phần ta chỉ cần chỉnh lại cái temperature này, cái tint và một số cái hiệu ứng như thế này thôi. Còn những cái phần dưới là phần effect thì ở đây bí mật cho nên mình cắt đi, nhưng mà các bạn không không cần chỉnh gì ở những cái phần này nữa, các bạn chỉ cần chỉnh nhẹ trên này thôi. Ví dụ như là cái hình này đi, mình đang cảm thấy nó hơi lạnh chút xíu, nó ám tím nhiều quá, thì ok đây mình đẩy cái temperature lên thì các bạn sẽ thấy cái hình trước này, sau, trước sau rất là ok đúng không? Mình sẽ tìm một cái hình khác để thử cái số 76 này. À, cái này không hợp, cái này hợp với số 75 hơn. Đó, màu da nó lên, màu da nó đẩy lên rất là mạnh. Nó sáng và nghĩ là mấy cái dành cho mấy cái hình mà chụp nữ người ta rất thích. Đây, như hình này đi, đó. Các bạn có thể thấy ha, đây là một cái màu, một cái hình mà thiên về cái nội dung nó tương đối cảm xúc rồi. Nhìn ông này giống kiểu đang tự kỷ vậy đó. Ở đâu rồi? Ok, các bạn thông cảm chút xíu, máy nó khá là chậm. Đó thì đó, các bạn có thể thấy là đây là một cái màu cực kỳ cảm xúc luôn. Đó, thấy không? Cái độ contrast nó thiên về màu lạnh, nó thiên về màu lạnh nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái phần màu nóng có, và những cái điểm có màu nóng nó làm cho cái hình của ta nó đặc biệt hơn, nó nhấn nhẹ hơn. Đó, như cái hình này các bạn có thể thấy, đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Các bạn thấy cái sự khác biệt không? Rồi tiếp theo phần số 77, đây là một cái tông màu cực kỳ phù hợp cho ảnh cưới. Mình nói thật luôn, cực kỳ phù hợp cho ảnh cưới luôn. Đây số 77. Đó, nó lạnh, nó theo cái tông Hàn Quốc nhiều. Cái màu này theo tông Hàn Quốc rất là nhiều, nó là cái màu trắng của mình á, mình đẩy cho nó hơi thiên về cái màu cyan chút xíu. Còn màu da thì mình sẽ đẩy cho nó hồng, da hồng. Và màu 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 light, màu màu trắng á, thì nó thiên về màu cyan, cho nên là cái này cái style màu Hàn Quốc các bạn sẽ gặp rất là nhiều, đặc biệt là những cái studio cưới chẳng hạn vậy đó, cực kỳ Hàn Quốc luôn. Đó thì đó là cái tổng quan sơ bộ về 7 cái preset mà mình ấy mới update thêm ở trong cái bộ Pro Reset của mình. Nếu như các bạn cảm thấy thích cái bộ này, các bạn có thể, như mình nói là các bạn có thể theo dõi cái click vô cái link ngay phía dưới phần description, phần mô tả video này, phần comment thì cũng có. Và đừng quên like, share, comment cho mình biết là ở tutorial sau những các bạn muốn mình làm được vấn đề gì ha. Và mình sẽ luôn luôn chia sẻ free cho các bạn những cái tutorial, những cái hướng dẫn và các bạn yêu cầu. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Mình là Nguyễn Hồng Phúc.